Thì hôm nay là mình làm lần thứ 3 của cái phương pháp là super nano collagen đúng không ạ? Đúng rồi. Sau 3 lần chị thấy cái hiệu quả như thế nào chị? Chị thấy hiệu quả rất là rõ ràng luôn á. Da chị giờ là coi như là nó rất là mềm mịn nè, nó căng lên nữa, căng bóng á. Dạ, đúng rồi. Thấy căng bóng. Có độ bóng trên da nhiều đúng không ạ? Thấy cái những cái vết nhăn mà ở trên mí mắt chị nè, ở trên mắt chị nè, nó mờ hẳn luôn á. Rồi coi như là cái trước cái lỗ chân lông chị nó to lắm mà giờ là nó thu nhỏ lại, xe khít rồi. Thì trong quá trình làm chị có đau không chị? Không, chị cảm thấy nó bình thường, như nó hơi chăm chích tí xíu thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Thì bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ giúp em cái tình trạng của chị Thảo cũng như là sau cái phương pháp mà chị Thảo đang làm được không ạ? Chị Thảo thì trước đây đó, chị da của chị Thảo nó khô, khô trên da mình, cái độ ẩm nó không có nhiều. Nếp nhăn NTT mình xuất hiện rồi và da nó hơi mỏng. Sau đó thì mình sẽ thực hiện cái việc phương pháp đó là đưa cái dưỡng chất vào trong da, nó gọi là cái phương pháp super nano collagen đó. Nó bao gồm rất là nhiều cái thành phần, các vitamin, dưỡng chất, hyaluronic acid, amino acid và những cái thành phần sáng da, nuôi dưỡng da, tái tạo da. Thì sau khi mình làm cái phương pháp super nano collagen đó, nó sẽ giúp cho mình là tái tạo lại cái da của mình, làm cho da khỏe hơn, sáng hơn, dày hơn và da nó mịn màng, nó có độ ẩm tốt hơn cho da. Thì hiện tại sau 3 lần thì mình thấy được là cái da của chị dày hơn này, nếp nhăn vùng xung quanh mắt nó bớt rất là nhiều này, da nó có độ căng, mịn màng, mềm mại và có sức sống hơn. Thì không biết là chị có thể chia sẻ thêm giúp em ha, thì sau khi chị làm chị đi ra đi chơi bạn bè có khen nhiều không? Bạn bè nó khen là chắc chắn là khen rồi, nhưng mà đặc biệt là ông xã chị với lại là đồng nghiệp của ông xã chị. Thì trước đây là nhiều khi là ông rủ mình đi event đó, mình cũng ngại, mình cũng ngại lắm, nhưng mà mặc dù là ổng không có nói gì hết, nhưng mà đồng nghiệp thì ta bàn tán. Nhưng mà sau khi mà làm xong thì chị tự tin lắm, chị đi là chị mạnh dạn, chị bước chị đi bên ổng là chị rất là tự tin vì mình đẹp hơn hẳn rồi. Thì bây giờ tiếp tục không làm mất thời gian của chị Thảo cũng như là của bác sĩ, thì em xin mời chị Thảo cũng như bác sĩ tiếp tục làm liệu trình ạ. Mình đang tiếp tục làm liệu trình chị ha. Rồi, cảm ơn bác. Để có làn da căng bóng như chị Thảo thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.